Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh nút màu đỏ để chúng ta có thể tự động cập nhật những video mới nhất mà em về theo năm tháng. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2019. Thì em xin được trân trọng giới thiệu cho các bác một mẫu xe mà nó phải nói là rất hot, mà nó rất là được sự lựa chọn và mong đợi của tất cả mọi người. Thì trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số sàn, sản xuất năm 2016, tên tư nhân, biển Sài Gòn, rút hồ sơ cầm tay. Hiện tại xe em đang để ở Hà Nội mọi người nhé. Thì một lần nữa giới thiệu lại với các bác, đây là chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn, sản xuất năm 2016, tên tư nhân, biển Sài Gòn, rút hồ sơ cầm tay. Hiện tại xe đang ở Hà Nội ạ. Màu đen, xe được trang bị ngoại thất là màu đen, nội thất màu kem bơ. Fortuner 7 chỗ, máy dầu số sàn, tên tư nhân, biển Hà Nội. Cam kết cho các bác là xe em bán ra là không đâm đụng và không ngập nước. Do vậy là các bác mua xe của em thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng mọi người nhé. Thì như thường lệ, bây giờ em sẽ đi một vòng quanh xe giới thiệu chi tiết chiếc xe này, để cho các bác cùng được nắm bắt về chất lượng cũng như là nguồn gốc chiếc xe. Màu đen ạ. Nội thất kem, sơn zin còn đến là 90%. Về chiếc xe này thì em cam kết cho các bác là máy và số còn zin, xe là không đâm đụng và không ngập nước. Còn thì về vấn đề xe cũ thì là không thể nào tránh được vấn đề xước sát đâu. Do vậy là các bác hoàn toàn yên tâm. Hà Nội đã bắt đầu vào mùa đông rồi, thì khá là lạnh. Về cái phần đèn pha của chiếc xe này, đây như các bác cũng được nhìn thấy thì còn nó còn rất là sáng. Tất cả cái đường mí cho đến đường dập thân quanh xe là vẫn còn nguyên, nắp capo cũng vậy. Đó. Mũi thở này. Mặt ca lăng này. Mặt ca lăng mạ chrome. Rất đẹp. Đèn pha bên phụ cũng vậy. Đèn pha halogen và đèn bicolor projector. Đây. Ánh sáng vàng mọi người nhá. Đèn gầm sương mù này. Đó, em quay qua chút phần gầm cho mọi người cùng xem nhé. Gầm thì sạch sẽ rồi. Đó. Xe được sử dụng là la răng đúc. Sơn màu chì rất là đẹp. Sơn nguyên bản mọi người nhé. Sơn nguyên bản đã. Lốp thì còn rất là tốt luôn. Đây các bác cùng xem. Đây cho các bác cùng xem qua về phần thân xe. Đó, thân xe này không hề móp méo mọi người nhé. Đăng kiểm về phía đường bộ còn đến tháng 4 năm 2020. Kính lái không một vết rạn nứt này. Xi nhan tích hợp trên gương này. Mặt gương chỉnh điện và gương gập điện. Tay nắm cửa mạ chrome. Bậc lên xuống. Nhưng mà về đường nét thì chiếc xe này hiện tại là rất là đẹp luôn mọi người ạ. Rất là đẹp. Táp ly cửa phụ này. Táp ly cửa phụ. Nội thất đây, nội thất đen pha kem này. Đó. Vô lăng bọc da này. Đài GVC theo xe. Đây là một khay đựng nước này. Đây là một khay đựng đồ này. Đó. Sàn da, xe được trải sàn da mọi người nhé. Đây ạ, trải sàn da này. Ghế da này. Ghế da cũng rất là đẹp luôn. Cảm biến lùi này, sấy kính hai tẩu sạc 12V, hộp số sàn này, số sàn bọc da. Và đây, sản xuất năm 2016 mọi người nhé. Xe lắp ráp trong nước, các bác cùng xem cái ngoằm khóa này, nó còn rất là đẹp luôn. Ốc bản lề cũng vậy, không hề có vết vặn gì đâu mọi người nhé. Fortuner sản xuất 2016, máy dầu số sàn. Táp ly cửa phụ đằng sau. Đây cửa phụ sau này. Hàng ghế thứ hai đây. Xe được bọc chân nỉ. Bọc ni lông, ba dàn điều hòa đầy đủ mọi người nhá. Ba đèn trần luôn. Về cái vấn đề nhìn ở trong nội thất này thì các bác
chiếc xe này còn rất là đẹp luôn. Do vậy các bác về không phải làm gì cả, về sát đi thôi. Đèn gầm này, à đèn hậu này, đèn hậu này, Fortuner này, mạng chrome này. Đó, đèn hậu bên lái này, đèn hậu bên lái này, cảm biến lùi, lốp sô cua đây, gầm đây. Rất sáng đúng không mọi người? Rất là sáng luôn. Em mở cốp cho mọi người xem nhé. Đây là hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba thì hầu như là ít sử dụng lắm. Do vậy em thấy nó còn rất là zin, nó còn rất là mới. Nhựa cũng vậy, nhựa còn rất là mới luôn mọi người nhé. Trải sàn ra, nhựa rất đẹp luôn. Nói chung là về tổng quan nội thất thì không chê vào đâu được rồi. Máy dầu số sàn 2016, tên tư nhân, biển Sài Gòn, rút sơ cầm tay. Bác nào ở Hà Nội hay là ở tỉnh thì muốn xe này về chỉ việc sang tên thôi mọi người nhé. Không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Sài Gòn ra Hà Nội thì không hất 20 triệu tiền biển. Hà Nội và Sài Gòn cũng vậy. Tắp ly cửa lái này, tắp ly cửa lái này. Các bác có xem cái hệ thống lên kính này, hay là một nút khóa này. Còn rất đẹp đúng không mọi người? Đây này, nó rất đẹp luôn, còn rất mới, rất là mới luôn. Mặt gương chỉnh điện này, mặt gương chỉnh điện, gương gập điện này, đó, rất đẹp. Tăng giảm sáng đèn đồng hồ. Các bác xem chân côn này, đây chạy ít hơn 4 vạn, do vậy là chân côn nó chưa mòn được. Ghế lái đây, ghế lái các bác xem này, còn nguyên căng luôn mọi người nhá, còn nguyên căng luôn. Vô lăng bọc da, vô lăng bọc da này. Đây, bạn đây một xíu nhé. Vô lăng 4 chấu bọc da, nút bấm tích hợp trên vô lăng. Xe chạy chuẩn cho các bác là 4.8 vạn mọi người nhé. 4.8 vạn ạ. Các bác đợi em xíu, em lấy cái chìa khóa em nổ máy lên cho mọi người cùng xem. Đây, cái chìa khóa nó còn rất là mới luôn. Đây các bác cùng xem chìa khóa này, còn rất mới luôn nhá mọi người nhá. Đó, chìa khóa này sử dụng rất ít. Bác chủ bác cũng rất là giữ gìn luôn. Máy dầu 4.8 vạn. Đó, tên tư nhân, biển Sài Gòn, rút hồ sơ cầm tay. Rất đẹp đúng không mọi người? Một lần nữa xin giới thiệu lại cho tất cả các bác, đây là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số sàn, sản xuất năm 2016, tên tư nhân, biển Sài Gòn, rút sơ cầm tay, xe chạy 4.8 vạn. Về giá bán chiếc xe này hiện tại em đang chào bán là 825 triệu giá có thương lượng mọi người nhé. Do vậy là bác nào mà quan tâm thì alo sớm cho em một số điện thoại em để phần mô tả. Đây là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Và một lần nữa em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi ạ. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Các bác mà thấy yêu quý thì đừng tiếc một lượt like và một lượt đăng ký kênh để có thể ủng hộ em. Cố gắng làm những video theo năm tháng cho mọi người cùng được xem. Vâng, điều hòa cơ này. Đó, tắp lô, tắp ly, nói chung là chiếc xe này thì không làm các bác thất vọng được. Chúng ta chỉ bàn về giá thôi, chứ không bàn về chất. Em xin phép được chào các bác nhé.